Mến chào quý và tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục phần 2 khám phá các nhà sàn dân tộc học Việt Nam các bạn nhé. Mình quay lúc này là 8:30, thời điểm mình quay lúc này đang thời gian trong dịch Covid nên khách tham quan còn rất là vắng thưa các bạn. Trước mặt quý các bạn là nhà dân tộc của người Tày. Bây giờ mình bắt đầu vào các bạn nhé. Nhà dân tộc người Tày cũng khá rộng thưa quý các bạn. Mời nhà sàn này gọi nhà sàn gì? Nhà sàn này gọi nhà sàn gì? À, nhà Tày. Trên gác họ bố trí những vật dụng lao động sản xuất. Nhà sàn người Tày cũng thiết kế bếp ở giữa nhà các bạn nhé. Mình thấy ngôi nhà Tày này cũng khá rộng và họ bố trí các phòng cũng khá nhiều. Những trụ cột nhà sàn họ được bố trí làm cột rất to. Trước mặt các bạn là nhà dân tộc người Ê Đê. Bây giờ bắt đầu mình lên cầu thang các bạn nhé. Cầu thang này cũng có cầu thang bé, cầu thang to, cầu thang to dành cho phụ chị em phụ nữ các bạn nhé. Ngôi nhà người Ê Đê rất rộng và dài các bạn nhé, và rất nhiều thế hệ ở cùng chung một nhà. Trước nhà được bố trí rất nhiều bình rượu cần. Trong nhà người dân tộc Ê Đê rất nhiều bình to các bạn nhé. Chiếc bàn này khá to luôn. Mỗi phòng là một gia đình ở các bạn nhé. Có rất nhiều gia đình thế hệ ở.
chung một nhà, chung ăn cơm, nấu cơm chung. Trong nhà rất nhiều bình rượu cần các bạn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ vào thăm ngôi nhà người Việt, thưa quý vị các bạn nhé. Lúc này mình đang thấy các bạn học sinh đang gói bánh chưng Tết, trông rất đông vui và nhộn nhịp. Trong nhà người Việt họ trưng bày nhiều múa rối nước các bạn nhé. Bên đây là khung dệt vải. Quả nhìn rất rộng và đẹp các bạn nhé. Thử gỗ rất chắc chắn.
Bây giờ mình sẽ vào nhà dân tộc Chăm các bạn nha. Nhà dân tộc người Chăm nhìn cũng rất đẹp và cổ kính. Bây giờ mình lại đến nhà Hà Nhì thưa quý các bạn nhé. Trước cửa nhà Hà Nhì cũng có một vườn rau nhìn rất xinh xắn, giống nhà dân tộc người Dao. Nhà của người Hà Nhì họ chia ra nhiều phòng và cũng có rất nhiều giường. Người Hà Nhì cũng bố trí bếp đun ở giữa nhà thưa các bạn.